Ngày 31 tháng 3 năm 2023, lực lượng chức năng huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đang tìm người thân của bé trai sơ sinh bị bỏ rơi bên đường trên địa bàn huyện Hóc Môn. Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ chiều ngày 27 tháng 3 năm 2023, người dân sống trên đường Nguyễn Thị Sáu, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn bất ngờ nghe tiếng trẻ sơ sinh khóc. Người dân chia nhau đi tìm thì phát hiện bé sơ sinh còn nguyên dây rốn quấn trong tấm vải đặt tại góc khuất bên hông nhà dân. Bé sơ sinh nhanh chóng được đưa vào trạm y tế gần đó kiểm tra sức khỏe. Ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt để xử lý vụ việc, tìm người thân cho bé. Theo cơ quan chức năng, sức khỏe bé trai đã ổn định. Hiện tại bé được chuyển vào Trung tâm Bảo trợ Xã hội Bông Huệ, xã Xuân Thế Đông, huyện Hóc Môn để chăm sóc nuôi dưỡng.